powerpoint.vn. Chào các bạn, tôi là Vũ Minh Việt. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sắp xếp bố trí thành công cụ, hay còn gọi là tùy biến thành công cụ. Thế tại sao lại phải tùy biến thành công cụ? Đối với dân chuyên thiết kế slide PowerPoint thì đây là một việc rất là cần thiết. Và chúng ta sẽ làm ngay sau khi chúng ta cài đặt xong chương trình. Việc chúng ta sắp xếp tùy biến thành công cụ nó sẽ giúp chúng ta thao tác nhanh hơn, thuận tiện hơn trong quá trình thiết kế slide. Tôi lấy ví dụ, slide này có một bức ảnh đang căn nề bên trái. Vì lý do nào đó, tôi cần phải chuyển sang căn nề bên phải. Thế thì bắt buộc chúng ta phải lật bức ảnh để cái cạnh của bức ảnh được căn nề bên phải. Để có được kết quả này thì chúng ta phải ấn 3 bước lệnh. Một là vào Erase, 2 là vào Rotate, 3 là vào Flip. Như vậy chúng ta đã phải đi đường vòng mất 3 bước. Thế thì có cách nào để chúng ta ấn một cái mà bức ảnh có thể lật được luôn hay không? Hoặc đây là lệnh căn nề bên phải cho các đối tượng. Chúng ta cũng phải thực hiện đến 3 lần lệnh mới đến được kết quả cuối cùng. Nếu mà chúng ta quan sát thì chúng ta thấy trong 3 cái bước lệnh thì chỉ có cái bước thứ 3 là có tác dụng. Còn cái bước 1, bước 2 đấy chính là cái bước phụ, bước đường dẫn để dẫn đến cái lệnh thứ 3. Thì làm thế nào đó để chúng ta lôi cái lệnh thứ 3, cái nút lệnh thứ 3 ra ngoài thì chúng ta chỉ cần ấn một cái là được. Đây là một cái màn hình, cái menu mà tôi đã sắp xếp theo ý đồ của tôi, bố trí theo cái trật tự mà tôi thường vẫn phải sử dụng. Thế thì chúng ta hãy thử xem với cách bố trí và sắp xếp này thì nó có hiệu quả hay không, có giúp chúng ta thuận tiện trong việc thao tác hay không, nó có giúp chúng ta tiết kiệm thời gian hay không. Và đây là một cái slide mà tôi đang phải làm cái công việc là bỏ đi các đường viền của cái text box, sắp xếp căn này bên trái. Tôi cũng sẽ chuyển cái text box có cái đường viền ấy là hình chữ nhật sang cái hình bo tròn góc. Ví dụ lệnh sắp xếp căn này bên trái cho các đối tượng. Lệnh gán đường viền no-line. Change to shape là chuyển hình khối sang dạng bo tròn góc. Và chúng ta thấy tôi chỉ cần ấn một lệnh là nó có thể thực hiện được cái công việc này. Chúng ta có hai vị trí để chúng ta tùy biến cái thanh công cụ. Thứ nhất là cái thanh toolbar, thứ hai là cái thanh ribbon. Vị trí của cái thanh toolbar là ở phía trên này. Ở vị trí của thanh ribbon là ở phía dưới này. Đây chính là các cái menu. Thì có rất nhiều cách để có thể tùy biến các cái menu ở phía trên này và phía dưới này. Chúng ta có thể làm trực tiếp bằng cách nhấn vào các biểu tượng ở ngay trên cái thanh ribbon này, trên cái menu này. Khi mà chúng ta nhấn chuột phải ở đây thì nó có cái lệnh gọi là Add to Quick Set Toolbar là chúng ta có thể đưa lên trên. Cách thứ hai nữa là chúng ta vào chế độ Option, chúng ta kích chuột phải ở đây thì nó cũng có cái lệnh Custom to Quick Set Toolbar. Đó, thì nó sẽ mở ra một cái menu này. Đây là những cái lệnh mà tôi đã đưa lên trên cái thanh Toolbar. Chúng ta cũng thể tùy biến thanh Toolbar này bằng cách chúng ta vào File, vào Option. Trong này nó có cái thanh Quick Set Toolbar. Đó, đây cũng là một cách. Và đây nó cũng có cái thanh Custom Ribbon là chúng ta tùy biến một cái ngăn lệnh ở vị trí này. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần thực hành chi tiết việc tùy biến thanh công cụ. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để add những cái nút công cụ lên thanh toolbar. Thanh toolbar là cái thanh ở phía trên này. Thì diện tích của cái thanh toolbar ấy, nó chỉ từ đầu cho đến khoảng ở giữa này thôi. Thế còn từ giữa ấy, thì nó sẽ bị lấp. Thì lát nữa chúng ta thấy khi mà chúng ta add nhiều quá thì những cái nút đó nó bị lấp. Vì diện tích bé như thế nên là chúng ta phải lựa chọn cái nút nào là quan trọng, nút nào chúng ta thường phải dùng chúng ta mới cho lên. Ở đây hiện tại đã có sẵn 4 cái nút này, ví dụ nút save, nút undo, nút redo chẳng hạn, và nút trình chiếu. Thì những nút này nó đã có phím tắt nên là có lẽ là chúng ta nên bỏ đi để dành cái diện tích cho những phím khác. Ví dụ như là cái nút save thì là ấn Ctrl S nữa, thì chúng ta có thể kích phải đây chúng ta bỏ đi. Remove from quick access toolbar, đó, cái nút này như thế. Rồi, thì bây giờ làm sao để add được cái thanh công cụ lên trên này? Theo kinh nghiệm của tôi thì có một số nút này mà tôi thường dùng. Thế thì theo cái kinh nghiệm của tôi thì có một số nút mà tôi vẫn thường chọn vì tôi thường dùng. Các bạn có thể chọn theo cái kinh nghiệm của bạn. Ví dụ như là đổ màu cho chữ này. Chúng ta kích chuột phải vào cái đối tượng biểu tượng này và chúng ta nhấn vào Add to Quick Set Toolbar. Đó thì nó sẽ lên đây. Tiếp theo đấy chính là cái nút
đổ màu cho đường viền của hình vẽ. Ví dụ tôi vẽ một cái hình này thì làm thế nào để đổ màu cho cái đường viền này? Bình thường mình sẽ phải nhấn vào đây, nhấn drawing tool và nó mới hiện ra cái này, và chúng ta phải qua rất nhiều bước đúng không? Đó thì nó mới đổ một màu đường viền và đổ màu fill là màu bên trong nó. Thì chúng ta phải làm nhiều bước. Chúng ta sẽ đưa cái nút này, chúng ta nhấn vào đây, Add to Quick Set Toolbar. Chúng ta chú ý ấy, để mà gọi cái thanh công cụ như là đổ màu đường viền hoặc là đổ màu fill ấy, thì chúng ta cần phải có một cái đối tượng nhấp vào thì nó mới hiện cái thanh công cụ đưa ra. Ví dụ như là ở đây chúng ta không nhấp cái gì, không có đối tượng nào để nhấp, không có đối tượng nào để nhận ấy, thì cái thanh công cụ này nó mờ hết đi và nó cũng không hiện ra. Bây giờ nhấp chuột ở đây thì xuất hiện một cái thanh công cụ tùy biến, ví dụ như cái drawing tool này. Nếu mà chúng ta bỏ chọn như là không nhấp nhập đối tượng ấy, thì chúng ta thấy là thanh công cụ nó lại mất đi các đối tượng, các cái thanh nút, các cái nút nó lại mờ hết đi, và chúng ta nhấp lại đó thì nó hiện ra. Và bây giờ tôi sẽ kích chuột phải vào cái shape fill này, Add to Quick Set Toolbar. Rồi chúng ta thấy những cái thanh, chúng ta thấy những cái nút nào mà chúng ta ép trước ấy, thì nó nằm ở trên đầu. Đấy, nút nào ép sau thì nằm ở dưới cùng. Cái này thì ở ngoài này thì chúng ta không thể thay đổi được thứ tự, chúng ta không thể nhấp để chúng ta gấp được, không thể gấp được. Để thay đổi cái này thì lát nữa chúng ta sẽ vào cái tùy biến sâu hơn. Nhưng đây ấy, chúng ta nếu mà chúng ta làm một cách ăn xổi như này ấy, thì chúng ta cần phải xem trước là cái gì chúng ta ép trước, cái gì chúng ta ép sau. Bây giờ tiếp theo là một số công cụ nữa, ví dụ như là bring to front, set to back. Ví dụ là tôi sẽ dùng cái này. À, cái này. Rồi. Tiếp theo là cái nút group ungroup. Thế thì để cái nút group ungroup nó hiện lên này, nút group thì nó đã hiện rồi. Chúng ta có thể nhấn vào đây. Đây là nút group. Thế thì để nút ungroup nó hiện ra thì chúng ta bắt buộc phải phải có một cái nhóm. Ví dụ như là có nhóm rồi thì chúng ta mới có thể vỡ nhóm được đúng không? Bây giờ hiện tại là chưa có nhóm nào thì cái nút vỡ nhóm ấy nó không hiện. Bây giờ chúng ta phải tạo một cái nhóm này. Ví dụ như là tôi ấn Ctrl G tạo một cái nhóm này. Thì trong này ấy, thì nó mới xuất hiện ra cái nút ungroup. Chứ ban đầu ấy, chúng ta trên này nó chưa có cái nhóm nào thì cái nút ungroup, nút vỡ nhóm ấy nó sẽ không xuất hiện. Nhấn vào cái nhóm này thì trong này nó xuất hiện một cái nút ungroup. Chúng ta kích chuột lại này. Add to Quick Set Toolbar. Và một số cái thanh công cụ nữa, ví dụ như là trong cái phần rotate này nó có cái flip. Đặt theo chúng ta thấy là chúng ta không thể ép được cái lệnh lật theo chiều ngang và lật theo chiều dọc. Ví dụ như là lật theo chiều chúng ta ăn ở đây ấy, thì không được. Mà đây nó ép cả nhóm luôn, cả cái nhóm rotation luôn đó, chứ chúng ta không ép được từng cái một. Thế để mà ép được từng cái chúng ta sẽ phải dùng một cách tiếp cận khác, lát nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Tiếp theo thì chúng ta có thể ép cái phần textbox này, Add to Quick Set Toolbar. Trong cái phần này, cái lệnh change shape này tôi cũng hay dùng. Chúng ta có thể cho nó lên đây. Đó. Lệnh change shape là lệnh gì? Ví dụ tôi đã vẽ một cái hình vuông này, hình chữ nhật này. Bây giờ tôi muốn đổi thành cái hình này thành hình vo tròn góc chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta không cần phải vẽ lại hình. Cái này có thể cái hình tròn. Đó, đây chính là cái nút change shape. Chúng ta nên có một bức ảnh. Chúng ta ấn Ctrl C. Và đây chúng ta ấn Ctrl V. Rồi. Khi mình nhấn vào bức ảnh ấy thì nó sẽ xuất hiện cái thanh công cụ cho ảnh. Ví dụ ban đầu nó không có gì đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào đây, có Picture Tool, chúng nhân nhấn đây nó sẽ đổ ra tất cả những cái thanh công cụ cho ảnh. Ví dụ như là lệnh crop này là tôi thử, cũng thường phải dùng. Đó. Lệnh crop là lệnh cắt xé này. Và kết hợp với cả lệnh change shape ấy, thì chúng ta sẽ có kiểu như này. Đó. Ví dụ thế. Rồi, có một số cái nút nữa là nút gióng các đối tượng. Tôi sẽ có các cái hình như này. Rồi. Chỉ là như này. Bây giờ tôi muốn gióng ba đối tượng này cho nó thẳng hàng. Thì thông thường là chúng ta cũng sẽ phải vào ở thanh home này, chúng ta sẽ vào array này, vào online này. Chúng ta sẽ phải vào gióng dọc tâm này.
đó, và có thể chúng ta sẽ có mức chia đều, ví dụ đây đó. Thì để thao tác như thế thì chúng ta thấy chúng ta mất vài bước liền, rất là mất thời gian để chúng ta có thể gióng rồi chia đều. Thì bây giờ chúng ta sẽ lôi cái này ra, ví dụ dòng theo tâm dọc này, dòng theo tâm ngang này, và chúng ta thấy bây giờ là cái đất này nó đã hết rồi, nó bị lấp, chúng ta nó bị lấp rồi, chúng ta ấn vào đây mới hiện ra à, nút chia đều, ví dụ như nút này chẳng hạn. Bây giờ chúng ta add cái nút mới vào thì nó lấp hết ở dưới này, có nghĩa là chúng ta lại phải có một cái thao tác phụ, chúng ta nhấn vào đây thì nó mới hiện ra được, đúng không? Thế thì làm sao đó để chúng ta có thể tiết kiệm bố trí, làm sao đó cái này nó tiết kiệm vì nó có ít diện tích. Bây giờ tôi sẽ làm lại cái chức năng của cái nút nút này nhé. Ví dụ như ba cái nút này chúng ta nhấn vào đây này, đó. Tuy nhiên cái này thì chúng ta lại phải nhấp vào đây nó mới hiện ra cái nút này. Chúng ta có thể là sẽ bố trí theo cái kiểu như này, đấy chính là gom các cái nút gióng này thành một một biểu tượng, ví dụ cho toàn bộ cái line này thành một cái, đây nhấn vào đây thì nó toàn bộ thành công cụ line. Chúng ta có thể xóa cái này đi đó. Thì diện tích của nó thì đến đây là hết, chúng ta cũng không nên cho thêm vào vì cho thêm vào nó bị lấp này, chúng ta cũng sẽ lại mất thời gian chúng ta kích vào cái chỗ này. Thì đây là mấy cái thanh công cụ mà chúng ta thường dùng, ví dụ như đổ màu này, đó, đổ đường viền này, rồi nút này là nút lên và xuống này, ví dụ như là cho nó xuống dưới này, cái này cho nó lên trên này, đó. Có thể là cái nút group ungroup này, chúng ta cũng có cái lệnh tắt rồi, đây chính là lệnh Ctrl G và Shift Ctrl G, ví dụ như là nhóm ba cái này lại là Shift Ctrl G, Ctrl G đó, và lệnh ungroup này Shift Ctrl G, thì chúng ta có thể là chúng ta không cần thiết phải cái lệnh này, cũng là lệnh group, và lệnh này là lệnh ungroup đó. Thì vì nó có phím tắt rồi nên chúng ta có thể bỏ cái này đi và chúng ta dành cái diện tích này cho những đối tượng khác. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn dành cho các đối tượng khác. Đó. Tuy nhiên chúng ta thấy là có nhiều cái đối tượng mà chúng ta không thể đưa đến đây riêng lẻ được. Ví dụ như là bây giờ tôi hay vẽ hình này, mà tôi muốn đưa cái hình chữ nhật này lên đây, thì cái này nó đưa cả nhóm luôn. Đó. Có nghĩa là chúng ta lại phải, khi mà chúng ta muốn vẽ hình chữ nhật thì chúng ta lại phải thêm một bước phụ và chúng ta nhấn vào đây thì nó mới ra hình chữ nhật. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể đưa ngay cái hình chữ nhật ở đây, chúng ta giống như cái tích bắc này, nhấn vào đây phát là chúng ta có thể vẽ ngay cái tích bắc. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là tùy biến sâu hơn, thế là add những cái đối tượng mà nó không thể add được từ bên ngoài, không thể add trực tiếp từ cái thanh này, và chúng ta phải vào sâu hơn. Có hai cách để chúng ta có thể gọi cái option tùy biến đó ra, bằng cách là chúng ta kích chuột ngoại đây, chúng ta vào cái custom cũng set toolbar đó, thì nó sẽ mở ra cái menu này. Thì bên này đây chính là những cái nút mà tôi đã add ở đây đó, còn bên này đây chính là những cái kho lệnh mà chúng ta, toàn bộ lệnh của cái chương trình đấy mà chúng ta sẽ cho từ bên này nó sang bên này. Thì có một cái gọi đầu tiên, đây chính là chúng ta nhấp chuột phải đây, chúng ta ấn custom quỹ sẽ được ba thì nó sẽ ra này. Cách thứ hai chúng ta có thể gọi là vào file và option cũng có cái quick access toolbar đó, thì nó cũng ra cái đó. Thì trong cái này ấy, thì chúng ta có thể thay đổi thứ tự, trước hết là ví dụ như là tôi muốn cái text box này nó lên trên. Đó, lúc đấy thì nó nằm ở đây đúng không ạ? Bây giờ tôi đã dịch chuyển nó lên sát chỗ cái phim này, cái đồ màu. Đấy, ok, chúng ta thấy nó đã lên trên này. Đó. Thì đấy là cách để chúng ta thay đổi thứ tự, bằng cách là chúng ta nhấn vào cái này và chúng ta dùng cái con trỏ này.
Như bây giờ tôi muốn ép một cái hình chữ nhật này, tôi thường phải dùng ra đây chẳng hạn. Bên này ấy, thì nó có rất nhiều các cái dạng liệt kê lệnh khác nhau. Ví dụ như nó mặc định và là popular command, đấy là những cái lệnh phổ thông. Tuy nhiên phổ thông ấy, chúng ta thấy là nó có rất ít lệnh, nó không phải toàn bộ lệnh của chương trình. Ví dụ cái hình chữ nhật đây thì không có rồi. Đó. Đây chỉ có lệnh là phông này, đổi màu cho phông này, format này, lệnh group nhưng mà không có lệnh ungroup này, lệnh flip là lệnh lật gương cũng không có này, rồi là lệnh online là lệnh gióng, rồi lệnh chia đều không có đúng không ạ? Thì chúng ta phải vào một cái cách sắp xếp khác, đấy là ví dụ như là chúng ta có thể vào dạng all command. All command có nghĩa là liệt kê cả trăm lệnh, toàn bộ lệnh của chương trình đó. Thì chúng ta cái này thì cũng là hoa mắt chóng mặt, chúng ta không biết đâu mà chọn cả đúng không? Nếu mà chúng ta dùng nhiều chúng ta sẽ biết, ví dụ như cá nhân tôi sẽ biết cái hình chữ nhật ấy, cái này này nó sẽ có tên là rectangle, thì chúng ta ấn phím R nó sẽ nhảy xuống các đối tượng có tên là R, ví dụ rectangle nó sẽ ở nhóm chữ R, thì tôi ấn S. Nếu như mà ta để con trỏ ở đâu ấy thì cái lệnh nó sẽ add ở dưới đó. Ví dụ tôi sẽ add lại cái này, chúng ta xóa cái rectangle đi nhá. Ví dụ như là con trỏ tôi để ở chỗ dưới cái lệnh textbox này, thì bây giờ tôi mà ấn add ấy thì cái lệnh rectangle nó sẽ nằm dưới cái textbox này đó. Tất nhiên ấy, chúng ta có thể di chuyển nó, ví dụ có thể di chuyển cái lệnh rectangle này xuống dưới này đó, cái lệnh textbox này cũng có thể xuống dưới này. Rồi, ok. Như vậy chúng ta add cái này ấy, thì nó cũng đã hết diện tích rồi, chúng ta không thể add hơn nữa. Add hơn nữa thì nó bị lấp. Đó. Thì cái thanh công cụ toolbar này nó bị hạn chế về cái diện tích. Tuy nhiên nó cũng cho phép chúng ta là có được một vài cái mà chúng ta thường dùng. Chúng ta có thể truy cập vào những cái thanh công cụ này khi mà chúng ta đang ở bất cứ một cái menu nào. Ví dụ như ta đang ở cái thẻ animation này mà chúng ta muốn vẽ hình chữ nhật ấy, là chúng ta phải sang thẻ home. Rồi chúng ta vẽ hình chữ nhật, rồi bây giờ ví dụ như vậy, chúng ta lại phải sang thẻ animation này để chúng ta đặt hiệu ứng cho đối tượng. Như vậy chúng ta cứ phải chuyển qua chuyển lại giữa các cái thanh tab, ví dụ như là transition animation, rồi thẻ home, rồi thẻ design. Tóm lại là chúng ta cứ phải chuyển luân chuyển này thì nó mới hiện ra cái nút để cho chúng ta thao tác. Nếu như mà chúng ta đưa cái thanh công cụ lên trên này thì lúc nào nó cũng ở trên này, dù chúng ta ở cái thẻ nào đi chăng nữa. Ví dụ như là đang ở cái thẻ animation này thì chúng ta vẫn có thể vẽ text box mà chúng ta không cần chuyển gì cả. Ví dụ thế, sau đó chúng ta có thể đặt hiệu ứng cho cái này. Đó. Đấy cũng là một cái lợi khi mà chúng ta đưa lên trên này. Có nghĩa là chúng ta có thể truy cập những thanh công cụ này bất kỳ lúc nào, bất kỳ vị trí nào. Ngoài cái vấn đề là chúng ta thao tác nhanh hơn. Đó. Tuy nhiên thì cái diện tích của cái thanh toolbar này nó lại ít quá, nó không đủ cho chúng ta dùng. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái ngăn lệnh ở trên cái thanh ribbon. Thanh ribbon đấy chính là những cái thanh ở đây, ví dụ ở dưới này đó. Ví dụ như thẻ home ở thanh ribbon thì nó có rất nhiều đúng không? Tuy nhiên chúng ta thấy là với kinh nghiệm của tôi ấy, thì tất cả những cái lệnh này ấy, chúng ta cũng chả dùng hết bao giờ, hoặc là chúng ta đã có phím tắt. Ví dụ như lệnh new slide này, chúng ta chả bao giờ chúng ta ấn đây cả. Tôi thường ấn đây, chúng ta ấn Enter ở đây, ở cái chế độ slide sorter này, chúng ta ấn Enter cái tạo một cái, rồi là cái section này, reset này, layout này. Thế nên chúng ta chả mấy khi dùng lệnh paste, cut này, copy này, chúng ta có phím tắt hết rồi. Thì có nghĩa là ở đây nó thừa, chúng ta có thể bỏ bớt những cái thứ mà chúng ta không dùng đi để chúng ta cho những thứ mà chúng ta thường dùng tập trung vào một chỗ. Ví dụ như là chúng ta có thể vừa vẽ hình xong lại vừa đặt hiệu ứng cho đối tượng ở cùng một cái thẻ này. Thì bây giờ chúng ta sẽ học cách tạo ra một cái thẻ mới theo cách của chúng ta, theo cái sắp xếp của chúng ta. Các bạn có thể gọi tạo thẻ mới bằng cách là chúng ta nhấn đây Custom Ribbon. Đây cũng là một cách, hoặc là chúng ta vào File, vào Option, vào cái Custom Ribbon. Ở đây ấy, nó hiện ra các cái tab, các ngăn lệnh mà chúng ta nhìn thấy đây, ví dụ thẻ home này, thẻ home này, thẻ insert này, đây cũng thẻ insert này, thẻ raw này. Đó.
thì đây là những cái ngăn lệnh mặc định của chương trình. Bây giờ chúng ta có thể tạo ra một cái ngăn lệnh mới theo cách riêng của chúng ta. Chúng ta nhấn vào đây, chúng ta ấn vào New Tab. Đó. Thì trong cái New Tab này nó cũng sẽ có các ngăn lệnh. Ví dụ như là chúng ta sẽ tạo cái ngăn phông hoặc ngăn paragraph vào thanh tab này. Bây giờ chúng ta sẽ nhập các cái ngăn lệnh này sang. Ở đây thì chúng ta chọn cái cách sắp xếp thì nó đang sắp xếp ở chế độ on command, có nghĩa là toàn bộ lệnh. Tuy nhiên chúng ta nhập ở đây thì hóa mắt chóng mặt, có rất nhiều lệnh. Chúng ta có thể chọn một cách sắp xếp khác, ví dụ như là on tab, tất cả những cái mà ngăn lệnh. Đây là toàn bộ ngăn lệnh, nó sắp xếp theo một cái chủ đề nào đó. Chúng ta chọn cái chế độ hiển thị này cho nó dễ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ add nó sang đây. Ví dụ như là ngắn phông này, chúng ta bắt buộc phải dùng cái này sang rồi. Chúng ta add sang đây. Tuy nhiên chúng ta thấy đây, khi mà add sang đây thì chúng ta không thể bỏ được. Mờ thì có nghĩa là cái chức năng bỏ nó không có. Khi mà chúng ta chọn cả một cục này sang ấy, thì nó những gấp cả một cục này sang. Và chúng ta không có quyền để phá vỡ cái cục này hoặc là tùy biến trong cái cục này, trong cái khối này. Và cái paragraph này là cái mà chúng ta cũng cần. Ví dụ chúng ta có thể add sang. Đó. Thì chúng ta đã có hai cái khối là khối phông và khối paragraph. Bây giờ chúng ta thử thoát ra ngoài xem nó thế nào nhé. Ok. Cái new tab này. Đó. Thì nó có ngăn phông và ngăn paragraph. Đấy là cái mà chúng ta cũng thường dùng. Tuy nhiên trong này chúng ta thấy có nhiều cái mà chúng ta có thể có phím tắt rồi hoặc là chẳng mấy khi chúng ta dùng đến. Ví dụ như là phím tăng lên giảm xuống. Chúng ta có phím tắt của nó, đấy chính là nút Ctrl và ngoặc vuông. Chúng ta ấn cái Ctrl và ngoặc vuông. Nó cũng tương tự như cái này. Tuy nhiên chúng ta không thể bỏ được những cái này vì là nó không có chức năng bỏ. Chúng ta phải bỏ Quick Access Custom to Ribbon. Đó. Chúng ta không thể bỏ được cái lệnh nào trong cái này cả, vì chúng ta đã gấp cả khối rồi. Chúng ta đành phải để toàn bộ thôi. Rồi. Đấy là cái mà chúng ta thường xuyên phải dùng. Tất nhiên là chúng ta có thể add một cách riêng lẻ. Ví dụ như này, chúng ta có thể tạo ra một cái group, một cái nhóm. Ví dụ này, ấn new group này. Và chúng ta ở đây chúng ta nhập một số cái lệnh ra. Ví dụ như là chúng ta có thể nhập cái này sang, cái này sang, đúng không ạ? Rồi phông color, phông setting. Rồi ok. Chúng ta thấy là chúng ta cũng có thể nhập cái này ra. Đó. Bởi vì nó hiện to này là vì diện tích này nó nhiều quá nên là tự dưng nó hiện to lên. Thế còn khi mà chúng ta add những cái này vào ấy, thì tự dưng nó cũng sẽ thành nhỏ lại. Cái ngăn này thì có thể chúng ta sẽ bỏ đi, không cần thiết. Tôi lấy ví dụ các bạn như thế thôi. Một cái ngăn lệnh nữa mà chúng ta thường phải sử dụng đấy chính là các cái công cụ trong cái ngăn drawing. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện add những cái lệnh trong cái ngăn drawing này lên. Cái new tab này chúng ta thấy là nó nằm ở vị trí thứ hai sau cái thẻ home, và chúng ta có thể đưa nó lên vị trí ban đầu trước thẻ home để chúng ta dễ nhìn thấy. Rồi, đây chúng ta đã có thẻ phông, thẻ paragraph. Bây giờ chúng ta sẽ thêm những cái nút công cụ của cái thanh drawing. Ví dụ như là tôi muốn thêm cái vẽ hình này chẳng hạn. Thì tôi tạo một cái new group. Rồi. Chúng ta sẽ vào cái thẻ bên tab. Chúng ta vào thẻ home này. Trong cái thẻ home này thì nó chính là những cái thanh công cụ mà chúng ta nhìn thấy đây. Thì nó thể hiện ra đây. Cái dash line from paragraph drawing. Đó. Thì ví dụ như là tôi muốn nhập cái shape này sang cái new group này. Rồi. Rồi trong cái array này thì tôi có thể nhập toàn bộ cái array này sang, vì toàn bộ cái lệnh array này chúng ta đều cần. Ok,
cái quick style này, thực ra những cái quick style này rất ít khi chúng ta dùng, thì chúng ta có thể bỏ, chúng ta nhặt cái shape fill trên color outline, chúng ta nhặt cái này, shape effect này tôi cũng không có dùng mấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn ok xem thế nào. Chúng ta vào thẻ new tab. Đây là cái loop group mà chúng ta vừa mới tạo ra. Có một vấn đề ở đây là cái shape này chúng ta thấy là nó không có sâu ra, nó không bày ra toàn bộ luôn mà nó lại co gọn lại. Ở cái thẻ home này chúng ta thấy ở đây nó bày ra, chúng ta nhìn thấy những cái hình chữ nhật này, chúng ta chỉ cần nhấn mức lệnh vào, đúng không, nhấn trực tiếp vào đây và chúng ta vẽ được luôn. Thế còn nếu mà nó co lại này, chúng ta phải nhấn vào đây và chúng ta nhấn vào thẻ chữ nhật này mới có được, có nghĩa là chúng ta phải qua hai bước. Thế thì cái kinh nghiệm tôi thấy ấy là nếu mà chúng ta add kiểu vừa rồi ấy thì nó sẽ bị co lại. Thế để nó mở rộng, nó bày ra hết thế này thì chúng ta bắt buộc phải add theo cái nhóm này thì nó mới được. Trong cái new group này thì chúng ta sẽ phải add cả một cái cụ, cái bên tab trong thẻ home chúng ta phải add cả cái lệnh drawing này. Mặc dù trong cái lệnh drawing này có rất nhiều cái mà chúng ta cũng không muốn dùng, ví dụ như là cái shape effect, là cái quick style này là dường như tôi không bao giờ dùng cả, rất ít khi dùng. Tuy nhiên ấy, cái lệnh shape này nó lại nằm trong cái nhóm này, nên để add được lệnh shape ấy thì vô tình là chúng ta phải add cả những lệnh bên cạnh nó mặc dù chúng ta không muốn. Nhưng mà không có cách nào khác, nếu như chúng ta muốn nó dạng hiển thị toàn bộ này. Bây giờ chúng ta vào đây đó. Thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta add cả một cái khối này, khối drawing ấy, thì cái lệnh shape này nó sẽ hiển thị dạng đầy đủ trực tiếp này luôn. Thế còn nếu mà chúng ta add riêng lẻ thì nó sẽ bị co lại này đó. Chúng ta vào lại. Chúng ta có thể bỏ cái này đi. Chúng ta để chúng ta add những cái lệnh khác. Rồi. Thế thì ở đây ấy thì tôi trong cái ngăn lệnh mới này thì tôi sẽ add một số cái lệnh này cho cái home này. Thì nó sẽ có phần drawing. Trong cái drawing này chúng ta thấy là shape fill. Trước hết là tôi muốn lệnh eyedrop của cái shape fill này. Rồi cái trên outline color nó cũng có cái này. Chúng ta muốn hiển thị các cái lệnh gióng nó sẽ thuộc phần array. Ví dụ như là cái này này chúng ta thường hay phải dùng. Cái này tôi cho lên trên. Rồi lệnh chia đều. Ở đây chúng ta không nhìn thấy lệnh flip theo chiều ngang và theo chiều dọc, ở đây là chỉ có cái lệnh rotate thôi. Thì lát nữa chúng ta sẽ add cái lệnh flip sau. Chúng ta ấn ok. Đó. Chúng ta thấy ở đây là những biểu tượng này nó rất là to vì là diện tích nó vẫn còn nhiều. Khi mà chúng ta add nhiều các biểu tượng lên ấy, thì ở đây nó sẽ có bé lại. Ví dụ tôi sẽ thêm các cái chức năng khác vào cái thẻ này. Tôi sẽ vào cái thẻ on comment. Trong cái này thì nó có lệnh eyedrop. Eyedrop thì chúng ta để con trỏ ở đây ấy, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái lệnh eyedrop này là eyedrop gì. Eyedrop fintech chúng ta còn thiếu cái lệnh này là lệnh tô màu cho chữ. Chúng ta chuyển đến trên cái đầu. Rồi tiếp theo tôi cần cái lệnh flip, lệnh đặt gương này ạ. Chúng ta sẽ cần cái lệnh flip này, lệnh đặt gương chúng ta sẽ cho dưới thế này. Đây là các lệnh tô vẽ đúng không ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái nhóm lệnh về hiệu ứng, ví dụ như là animation. Trong animation này tôi cần cái lệnh preview này. Trong cái lệnh animation này thì ví dụ như là tôi sẽ cần cái lệnh nó có dấu cộng này, các bạn có thể nhấn vào đây thì nó sẽ
chi tiết hơn. Đó. Ví dụ tôi như là cận add này, action trigger, action painter này. Phần timing thì tôi cần start, duration delay. Rồi, đây thì tôi cần thêm cái lệnh option. Rồi, bây giờ chúng ta thử ấn OK xem đây là cái gì. Chúng thấy ở đây khi mà các công cụ add nhiều lên ấy, thì cái này nó chiếm diện tích rất là lớn và buộc ở đây nó phải co nhỏ lại. Thế thì để cái shape này nó hiện để cái shape nó hiện đầy đủ giống như là ở đây ấy, thì chúng ta cần phải làm sao đó để co ngắn cái diện tích này lại. Thì có một cách ấy, đây chính là các bạn hãy bỏ những cái tên của những thanh công cụ đi. Chúng ta sẽ bỏ tên cái này đi, chúng ta chỉ cần biểu tượng được mà. Chúng ta vào nhấn vào thanh công cụ này, chúng ta ấn rename, trong này chúng ta sẽ ấn enemies, chúng ta xóa đi cái này, thì ấn rename, ấn nút backspace này. OK, chúng ta thấy đây là các biểu tượng nó không còn các cái chữ nữa, không còn tên nữa, thì tự dưng nó tiết kiệm được diện tích. Và khi mà đủ diện tích ấy, thì đây nó sẽ hiển thị dạng đầy đủ như này. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại cái này cho nó trật tự hơn. Ví dụ như chúng ta thấy đây nó hơi khớp khểnh nữa. Wow. OK, đó, chúng ta cho ba cái này nó sẽ vào cùng một cái hàng. Đây chúng ta vẫn còn diện tích, chúng ta có thể add thêm các công cụ khác nữa. Chúng ta tiếp tục add thêm một số công cụ mà tôi thấy cần. Ví dụ như cá nhân tôi sẽ cần thêm một vài cái lệnh ở trong cái thẻ transition này nữa. Ví dụ như nút preview transition này nữa. Chúng ta cần add vào đây. Chúng ta ấn OK xem thế nào. Chúng ta có thể xóa tên của cái này đi cho tiết kiệm chỗ. Chúng ta add thêm một cái thanh gọi là thanh animation pane nữa. Đây chính là cái animation pane, cái thanh công cụ. Ấn OK. Thì cái này nó có chức năng là bật cái thẻ về yếu này ra. Nhiệm vụ còn lại của chúng ta đấy là làm sao sắp xếp cái này cho nó trở nên khoa học. Chúng ta thấy đây một cột nó sẽ gồm có 3 hàng. Cái cột này nó gồm có 2 cái ngắn và 1 cái dài. Thì làm sao đấy chúng ta thì add thêm một cái ngắn nữa để nó đẩy cái dài này sang bên dòng này. Thì nó sẽ đẹp. Ví dụ như add thêm lượng crop vào cái chỗ này. Thì tính ra ở đây nó sẽ gồm có 3, 3, 3. Đó. Thì nó sẽ dồn cái 3 cái dài này vào cùng một chỗ. Cái này chúng ta có thể bỏ tên đi. Rename. Chúng ta ấn đen. OK. Rồi. Như vậy là ngăn lệnh này của chúng ta là khá là khoa học rồi đúng không ạ? Ba cái này là cái iDrop Text Fill này, iDrop Fill này, iDrop Outline. Thông thường thì tôi sẽ xếp cái Outline trên cái Fill này. Tôi sẽ cho cái này lên trên. OK. Rồi. Chúng ta xem cái này nó là cái gì nhé. Cái lệnh này ví dụ như là lệnh đổ màu cho chữ đó, đổ màu cho đường viền này, ví dụ đó, đổ màu fill này đó. Thì còn cái lệnh này tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi đúng không ạ? Ví dụ cái lệnh này là lệnh preview của hiệu ứng. Tôi add thêm vài cái hiệu ứng để cho bạn rõ. Ví dụ. Rồi. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang ở cái thẻ này, chúng ta có thể không cần thiết bật cái animation pane nữa.
và chúng ta vẫn có thể preview được. Đó. Ví dụ thì vẽ một hình vuông này. Rồi, tôi copy cái hình vuông này. Để tôi áp dụng cái hiệu ứng mode transition cho bạn xem. Ví dụ cái này. Ok. Rồi. Thế thì bình thường ấy, chúng ta phải vào đây chúng ta mới xem được, đúng không ạ? Nhưng nếu mở thẻ tab ấy, chúng ta có nút này, chúng ta cũng có thể xem được. Bước cuối cùng đấy chính là chúng ta sẽ đổi tên cho cái tab này. Chúng ta sẽ vào cái option. Và đổi tên cho cái thanh tab này bằng cách là nhấn đây và chúng ta ấn rename. Ví dụ tôi đặt ở đây là PowerPoint. Ấn OK. Đó, chúng ta thấy đây đã được đổi tên. Như vậy là chúng ta đã tùy biến khá là đẹp cái thanh công cụ của chúng ta. Khi mà chúng ta sắp xếp toàn bộ nó hiện ra đây ấy, thì chúng ta thao tác rất là nhanh. Chúng ta không phải thông qua các bước lệnh phụ này nữa. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.